Chúng ta có cái nồi áp suất để con chú
cái bà nuôi chó không à?
bà gửi về tới Tân Vinh luôn á. Có sen uống như rau má cũng ngon. Dạ. Trời ơi, bà bài nha, bà coi ở đâu á, bà biểu, bà cắt lên rồi bà biểu sai uống. Nha, 200, còn cá thì tùy chị đổ cá khủng vô thì chắc cũng cỡ đó. Cái con cá nheo á, 20 ngàn một con giống cái lớn vậy nè. Cá nheo hả? Rồi bán bao nhiêu? Trời ơi chú ơi, chủ nhà nó có chó này nó thương à. Nó kêu mà. Quên.
phụ là nó à, tới 12 giờ mẹ ơi đúng không mẹ mẹ chị nhiêu tiền công phụ không à, mẹ con đi ngủ mẹ nhỏ giờ từ hồi 3-4 tuổi lận. Mình đang đi thiền thúc về với mấy bạn. Mình bye bye các bà cháu rồi mấy bạn ơi.
Ủa bữa nay chủ nhật thì cũng đi dạy nữa hả? Dạ đi chơi, đi công việc. Hôm nay được dạy là cũng sắp vui chưa? Dạ chưa.